Đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái cần, những cái cần câu cá của để làm trò chơi cho trẻ con chơi nhá, câu cá nhựa. Cái vật liệu thì gồm có này, một là ống nước, đây là ống nước nhựa Tiền Phong này. Đấy, ống nước nhựa Tiền Phong. Đây là ống nhựa tròn, nhựa Tiền Phong. Một đường kính là 16 mm. Đấy. Thứ hai là cái nam châm. Đây là cái nam châm cường lực này. Đấy, những viên nhỏ như thế này. Có những viên nhỏ. Đây là giấy dán đề can, giấy đề can ống ánh nhé. Cái dụng cụ thì kéo này, thước này, cưa này. Đây là cái dây, dây để buộc. Rồi cắt cái này nhé, cái này tầm 55 phân. Cắt tầm 55 phân. Nó vừa một cần. Rất là dễ buộc. Muốn làm đẹp hơn nữa thì rồi sau tôi sẽ hướng dẫn làm một cái dưới là đầu nhựa thôi, cái thắt bình thường đi, xong rồi đốt, thắt cho mấy lượt thì xong rồi đốt. Làm rất đơn giản, rất nhanh, rất đơn giản, không gì khó cả, rất rẻ. Buộc chắc, buộc 2-3 lần. Để tập thừa thì ta đốt, đốt để cho nó quăn lại này, để cho chắc. Đấy, thế là chắc rồi đấy. Này 500 này rất là bắt. Đấy, thấy chưa? Bắt lắm, rất là nhạy. Chỗ này bắt nhạy. Trẻ em cầu thích chứ. Rồi bây giờ trang trí cho đẹp. Trang trí đẹp. Đây cái đề can dài 60, khổ 60. Thì ta cắt để ta quấn thôi này. Ta cắt vừa, quấn vừa cái này. Đấy, như thế. Cuốn cái này nó phải khéo, khéo léo nhé, khéo tay một chút vì nó sẽ bị chéo đấy.
nhẹ nhàng khéo léo một chút, chết thành một cần câu đẹp, chị em rất là thích. Rồi. Khi cất cần câu thì ta đút cái 500 vào đây. Đút 500 vào cái đầu này. Đút 500 vào đầu này. Đấy, thì nó không dối được. Thế còn khi mà bỏ ra sử dụng thì ta đổ nó ra. Khi không sử dụng thì ta thả cái 500 vào đây. 500 vào đầu. Thế là cái cần câu nó như thế này. Dây không ở ngoài, rất là tiện lợi, không có bị dối. Thế khi sử dụng câu đó là chơi đó ra. Đấy, thế là được. Nếu mà bạn nào không có thời gian để làm như tôi vừa làm xong ấy, thì các bạn có thể là đặt hàng, tôi sẽ làm cho các bạn 30.000 một cái nhá. 30.000 một cái, chuẩn bị đến mùa vui chơi lễ hội mùa Tết không? Bạn nào cần mà không có thời gian làm thì cứ điện thoại cho tôi hoặc là đặt hàng trên Zalo nhá, hay là trên các đường link tôi sẽ bán ở trên Shopee hay Sen Milazada, Mi Sen Đỏ. Tôi sẽ để đường link ở dưới video nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Có gì đăng ký nha. Nếu cảm thấy hay hay thì đăng ký. Chia sẻ thôi.